Em ơi. Gì anh? Đấy, anh có cái vấn đề là đi nó cứ bị chạch ra khỏi cái bế đan đi. Em xem anh được không? Để em xem cho anh nhá. Giày của anh chúng tôi đấy. Giày của anh bị mòn cái đít rồi. Thế nên nó không bám được vào bên nào. Bị chặt rồi anh ạ. Sao? Tôi phải làm sao để không muốn thế này? Tôi đơn giản thế anh ơi. Anh chỉ cần thay cái cái đít mới giúp cái bế đan thôi. Cải thiện tốc độ hơn, nhanh hơn anh ạ. Đây anh, một clip này chỉ có 2.1 thôi. Đặt cái này, xe gió này. Đây anh ạ. Ơ, nghe cũng hợp lý đấy. Em cũng chắc là đeo cái này vào giày của anh là nó không chật đâu đấy. Vâng, một clip này giúp anh chắc chắn đi an toàn, cao an toàn luôn anh ạ. Vậy tốt quá. Thay luôn cho tôi clip này đi. Làm nhanh anh nhá. Vâng, em sẽ thay cho anh những bộ clip mới ngay cho anh luôn. Đấy anh ơi, em xong rồi anh ạ. Quả này anh đi về bao chạy, bao phố luôn anh em. Thank you em nhá. Vâng anh.